như là cái tướng bự chảng kìa là bà vợ thủ địa Trà Vinh nè. Ủa sao hôm nay ra đây bán quần áo mà không canh đất đai ta? Chắc bà ra đây bán nên là chồng bà phải ở nhà nấu cơm giặt đồ, hèn chi không có thời giờ hẹn với mình, vô quậy mới được. Ai mua đồ em có, ai mua quần áo, xin dừng chân ghé quán em. Em đây chỉ bán quần áo, chứ em không bán tào lao. Tôi nói thiệt, cũng may bà bán quần áo, bà bán trái cây là coi như bà ế từ đời nào rồi đó, thiệt tình. Ê, thôi, trời. Chui qua quần học ngu nè. Trời, còn đi học không? Còn đi học không? Dạ, hết rồi cô. À, quần áo đẹp quá ha. Dạ, trời, quần áo đẹp ơi, lắm. Dạ. Rẻ không? Dạ, rẻ. Trời ơi. Ê, dạ. Trời đất ơi. Dạ. Trời đất ơi. Dạ. Tôi bước từ xa đó, tôi tưởng là đồ sida. Dạ. Đó, nhưng mà lại gần tôi phát hiện trời ơi đồ đẹp quá, đường kim, mũi chỉ, tao nói mai cái nào cái nấy hết sức là đẹp, hết rất là kỹ, rất dạ. Hợp với dáng tôi. Dạ đúng rồi, đồ nữ đó. À, dạ. Dạ. À, hợp với con cháu của tôi. Nói nghe nè, đồ này rẻ không? Dạ nhiều rẻ. Chục. Nghĩ sao vậy? Quần áo người ta chứ không phải là hột gà, hột vịt hay trứng cút đâu, mà tự nhiên tính chột. Áo 20, quần 30. Dạ. Trời dạ. Rẻ quá. Dạ. Không cần trả giá, coi dạ. Cứ là một quần là 30 đúng không? Dạ. Áo là 20 đó mình vừa. Ta nói coi nè, coi tôi lựa đúng bộ dễ sợ không? Dạ đúng. Hai cái này mặc nhau hợp dễ sợ ha. Dạ, đúng rồi. Rồi, bỏ bao gói luôn. Dạ, đây dạ, thôi dạ. Cần trả giá luôn. Dạ, đây dạ. Bà chị, đây. Rồi, 50.000 nè. Đó. Bò thêm 500 đó. Rồi, cảm ơn nghe. Ông anh, ý em nói 20 ở đây là 20 USD. Là 20 đô la đó. À. Còn 30 ở đây là 30 USD, là 30 đô la đó. À. Còn 50 là 50 USD, là 50 đô la đó. Tính ra tiền Việt Nam là khoảng 1 triệu mấy. Dạ, chứ không phải 50 ngàn, lẻ 500 đồng. Dạ. Nói nghe chị. Sao anh? Ở đây chị bán quần áo rồi, chỗ nào chị bán dao? Dạ, dao bên quầy dao. Còn nếu dạ. Mà muốn mượn em qua quầy thịt. Dạ, chị qua chị mượn rồi về chị cắt cổ tôi luôn đi chị. Trời ơi. Trời ơi, em bà nghĩ sao vậy bà mập? Hả? Trời đất ơi, bà bán đồ cũng phải vừa phải chứ quần áo nghĩ sao mà triệu mấy. Trời ơi, ai mà mua quỷ mua à. Trời ơi, buôn bán nó phải vừa phải thôi. Nè, nghĩ sao vậy hả? Chuối không chà ra được miếng muối làm sao? Nghĩ sao vậy? Biết đồ này đồ gì không mà trả giá? Đây nè, xin lỗi nha. Cái này là của cái người mà người ta có cái hoàn cảnh khó khăn người ta làm ra. Nếu mà không cần biết bà thợ may, bà khó khăn, bà cái gì tôi biết, nhưng mà bán hàng nó phải vừa phải, tôi hiểu không? Trời ơi, đổ đâu mà bán giá trên trời vậy? Điên hả? Đi gì? đi qua quầy dây. Mua chi vậy? Tôi mua dây tôi siết cổ không á. Giỡn mặt tôi hay gì vậy? Mặt tôi như vậy mà làm thợ may. Tôi mà làm thợ may thời gian đâu tôi bán. À đúng rồi. Cái người may là một cái người khác. Biết chị đó tên gì không? Không. Chị Lan ở thành phố Trà Vinh. À, chị Lan ở Trà Vinh tôi biết rồi. Có phải là chị Lan ở Trà Vinh nè, bị khuyết tật nè, chồng bỏ mà có đứa con gái đúng không? Chính xác. Ờ. Ê, nó nghe nè, công nhận nha, ông chuối, chuối lắm, không chà ra được miếng muối luôn. Vậy á mà chuyện gì ông cũng biết là sao? Trời hay lắm. Ông là ai vậy? Thì đơn giản là tôi nè. Ờ. Ý. Money man. Ông ăn mày. Tôi giả. Ê, bà giả thổ địa. Tại sao vậy? Đất đai ruộng vườn không canh không coi, đi ra đây buôn bán là sao? Buôn bán kiếm lời. Cho bà hả? À không, đi kiếm lời cho chị Lan. À coi dạ. Như là bà, đồ này là của chị Lan mày à? Dạ. Bà ra bà bán giùm á hả? Chị bận quá chị Mai. Thấy không, tao tiền ý Mỹ từng đường kim mũi chỉ, thời gian đâu mà ra bán. Ừ. Với lại em lanh lợi em ra em bán đó, chưa chị hốt được 50 đồ một bộ ha. À đúng rồi, cái lanh của em người ta kêu là lanh chanh đó em, chứ không phải lanh lợi đâu, hiểu không? Dạ. Lanh như em người ta đánh một cái rụng răng chỉ còn lợi thôi ha. Sinh ra nơi vùng quê tiểu cần nhiều nắng gió, chị Nguyễn Thị Lan bên đôi chân teo tóp tật nguyền vì chứng bệnh sốt bại liệt những ngày lên sáu, đang lặng lẽ đối mặt với chặng đường tương lai bằng những bước đi giàu nghị lực. Cảnh nhà nghèo khó phải sớm rời xa mái trường. Ở tuổi 18, chị Lan quyết tâm theo đuổi nghề may vá để lập nghiệp nuôi thân. Bên chiếc bàn may cũ kỹ vẫn thường sụp xịt theo từng đường kim mũi chỉ mà cha mẹ cho lúc ra riêng, chị Lan nung nấu mơ ước trở thành một cô thợ may lành nghề và xây dựng mái gia đình hạnh phúc bên một bờ vai mà chị tin tưởng. Ấy vậy mà hạnh phúc không trọn vẹn. Ngày đứa con chào đời thì người cha, người chồng cũng lặng lẽ ra đi, để lại chị một mình đơn thân nuôi con trong bao khó khăn vất vả. Giữa lòng đô thị đông đúc không một người thân quen,
Bên căn phòng trọ chật chội chưa đầy 10 mét vuông, 20 năm qua chị Lan vẫn bền lòng với công việc may vá để nuôi con khôn lớn. Bàn tay khéo léo nhẫn nại bên những đường cắt may để tạo ra những kiểu dáng quần áo mới đẹp đa dạng về chủng loại là biết bao hy vọng gửi gắm của chị về một cuộc sống tươi đẹp rồi sẽ đến với hai mẹ con. Thế nhưng cửa tiệm không tên nhỏ bé, thiếu thốn máy móc và nguyên liệu, việc may quần áo bỏ mối cho các cửa hàng thời trang dần trở nên hạn chế. Tranh thủ những ngày không may vá, người mẹ này lặn lội đi bán vài tờ vé số để trang trải chuyện học hành cho con. Là chỗ dựa và niềm an ủi duy nhất của mẹ giữa bộn bề thiếu thốn, em Nguyễn Thị Hiền, con gái chị Lan, sớm ý thức được gánh nặng áo cơm đang từng ngày chất chồng lên vai mẹ. Những ngày không đi học, Hiền tranh thủ đi phụ bán quần áo ngoài chợ, giúp mẹ san sẻ phần nào chi phí nhà trọ cùng tiền sinh hoạt trong gia đình. Giữa nhiều thách thức trong cuộc sống và trong chính công việc mình đam mê theo đuổi, thế nhưng chị Lan vẫn một lòng giữ vững ước mơ nghề nghiệp như là cách để chị vượt qua mọi trở ngại chông gai. Tin rằng một mai không xa, với sự tin tưởng và không ngừng nỗ lực của bản thân, chị Lan sẽ thực hiện được những dự định mình còn ấp ủ. Anh này là anh Đình Toàn, một người bạn rất là thân của em. Em được biết là chị làm cái nghề may này là khá lâu rồi. Mình làm bao lâu rồi chị? Dạ, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm trời, chắc chắn nó là một khoảng thời gian rất dài để chị có thật nhiều những câu chuyện buồn vui, những kỷ niệm với công việc của mình. Với nghề may vá, chị có thể chia sẻ kể cho tụi em nghe nhé. Buồn cũng có, mà vui cũng có. Cũng như là vui là mình đã học được cái nghề cho bản thân mình rồi. Rồi sau này, cũng như là chị gặp được ông xã, chị nghĩ là cũng như là mình nương náu với ông xã đặng mờ để chung sống với nhau. Ngờ đâu có em bé rồi, xem ra cái nói con gái cái bỏ chị đi luôn tới bây giờ. Bắt đầu cũng như là ba của chị cũng như là ở Trà Vinh đó, là nó là ngay cũng là ba nuôi. Rồi cũng như ba chuẩn bị gần qua đời, ba mới cho biết là cha mẹ ruột. Cũng sống với cha mẹ một thời gian, mà nó nằm ngay ở dưới Tiểu Cần, Trà Vinh, người ta chỉ là trồng mía á, hoặc là trồng bắp này nọ không, đất thịt, rồi phương tiện đi lại khó khăn, chị không làm gì được. Thành ra chị mới bồng con về Trà Vinh, chị muốn nhà trọ chị ở để mà nuôi con. Chị cũng khổ dữ lắm, mà giờ suy nghĩ cũng như bây giờ mình tạo con mình ra, giờ mình phải gắng nuôi chứ biết làm sao bây giờ, đâu có bỏ được. Nấm ruột của mình mà. Nhưng mà cũng may mắn là hiện nay là con chị cũng đã khôn lớn rồi. Dạ. Cháu tên gì và học lớp mấy chị? Dạ, cháu tên Hiền. Cháu học phổ thông được tới lớp 7. Rồi cũng như cấp đó chị bệnh đau khớp đó. Dạ. Rồi chi phí chị không đủ. Rồi cháu mới nghỉ học thời gian. Ngay lúc mà chị quyết định chị phải cho con chị nghỉ học thì chị như thế nào? Lúc đó chị cũng đau xót dữ lắm chứ. Nghỉ học thời gian xong rồi bây giờ chị cho cháu học là phổ cập, lên được lớp 10 rồi. Tuy là gia đình khó khăn, mẹ thì không đủ điều kiện cho đi học, phải gián đoạn thời gian, nhưng mà theo em biết là lúc nào cũng được học sinh là khá giỏi trở lên. Em thấy á, hiện giờ đồ người ta may sẵn rất là nhiều. Dạ. Mẫu mã thì đa dạng mà rẻ nữa. Đúng không? Dạ. Vậy thì cái công việc may của chị á, liệu thì có đủ thu nhập hay không, trong khi bây giờ tiền ăn uống điện nước thuê nhà trọ rồi thậm chí cả tiền cho con chị đi học nữa. Dạ cũng bấp bênh dữ lắm, mà nhưng nhiều khi á, một lâu lâu thì có người ta đem lại không có đồ may thì chị sửa đồ thì ta đem lại cắt cái quần thì một cái được 5.000, rồi 2-3 bữa mới có. Nhưng mà về cái công việc của chị á, thì chị may được nhiều cái kiểu, những cái mẫu mã khác nhau không? Áo sơ mi may được, pyjama may được, quần tây may cũng được. Yêu cầu hả ai đem kiểu gì lại là chị may được hết. Dạ. Có cái mẫu đúng không? Dạ, yêu cầu có cái mẫu là chị làm được. Dạ. Vậy thì bây giờ thu nhập trung bình một ngày của chị là bao nhiêu tiền? Chị đi bán cái số á, thì nhiều khi được 10-20 ngàn. Đó, rồi nếu có đồ may thì cũng được 50 ngàn thêm. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nói về những ước mơ ở trong cuộc sống đi. Chị ước mơ là cho con gái chị học đến nơi đến chốn. Vậy còn ước mơ cho bản thân chị? Chị ước mơ cũng như chị mà có một số tiền á, thì chị mua vải về, chị cắt,
chị cắt áo khoác chị đem ra chợ chị bỏ mối cho ngoài chợ cho Vinh mình á. Dạ. Nó có quá nhiều điều cần giải quyết cho nên là chị không dám nghĩ tới đúng không? Dạ. Nhưng mà chị Lan nè, em hy vọng là sẽ có một cánh cửa khác mở ra cho những ước mơ của cuộc đời chị. Và từ ước mơ của chị thì chúng ta sẽ kết nối được tiếp ước mơ của con gái chị. Dạ. Và một trong những cánh cửa đó là một cái con đường rất thẳng mời chị đến với chương trình Thần Tài Gõ Cửa của đài truyền hình Vĩnh Long. Và hy vọng là ước mơ của chị sẽ trở thành sự thật. Dạ, vậy chị cảm ơn chú Toàn với cô nhiều lắm. Dạ. Chào mừng tất cả quý bà con cô bác đang đến với chương trình Thần Tài Gõ Cửa của đài truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý bà con cô bác, chương trình Thần Tài Gõ Cửa, một chương trình đặc biệt dành cho người khuyết tật nhưng có nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Chương trình sẽ giúp cho họ một số vốn để họ có thể thực hiện những ước mơ của mình. Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay nhận được sự tài trợ chính của nhãn hàng Red diệt chết côn trùng bảo vệ gia đình và nệm kim cương 100% cao su thiên nhiên, êm từng phút, khỏe từng giây. Và trong chương trình đêm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ một nhân vật đặc biệt, chị Nguyễn Thị Lan. Vợ thổ địa Trà Vinh xin chào tất cả quý vị khán giả ạ. Dạ, em kính chào thần tài. Dạ, kính chào bà thổ địa. Dạ. Em kính chào bà con cô bác. Chị Lan nè, vậy thì ngày hôm nay chị sẽ làm công việc gì đây? Dạ em may áo khoác mà may vô cái tài với cái thần. Vô cái tài với cái thần của cái áo khoác trong vòng bao lâu hả chị? Dạ 5 phút. 5 phút, vậy thì mời chị cùng bắt đầu công việc của mình. Và quý vị khán giả đừng quên cổ vũ chị bằng một tràng pháo tay thật to. Bà vợ thổ địa, bà phụ nữ bà coi coi đường kim mũi chỉ thì sao? Trời, cái vụ mà áo mà màu cái này tôi khoái lắm đó ông thần tài. Trời ơi, từng cái đường chỉ tôi nói sắc nét dễ sợ. Đều đi thẳng một đường, không có cong, không có quẹo, không có méo gì hết đó. Thấy chị may đẹp không? Dạ may đẹp. Vậy thì chúng tôi quyết định ngay từ đầu là chị sẽ nhận được 3 điều ước từ chương trình ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con của bác đang đến với chương trình Thần Tài Gõ Cửa và cùng đến với điều ước đầu tiên. Cái điều ước đầu tiên á, chị ước cái gì, chị mong mỏi cái gì á, chị nói cho ông thần tài nghe đi, để ông thần tài có thể giúp đỡ được dạ, chị. Dạ, điều ước thứ nhất của chị á là ở nhà bây giờ chưa có tiền để mua cái máy vắt sổ. Dạ. Với giả lại sửa lại cái bằng máy may, cái bàn nó hư hết trơn rồi. Dạ. Chị Lan nè, vậy thì sửa lại cái bàn máy may á là nó khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, sửa lại bàn máy may thì có 1 triệu. 1 triệu cái máy vắt sổ? Dạ, máy vắt sổ khoảng 6 triệu. Là đâu đó khoảng 7 triệu? Dạ. Và đó là điều ước đầu tiên của chị. Một điều ước về công việc đúng không nè? Dạ. Để cho chị đỡ vất vả hơn, chị đỡ phải đi vắt sổ, rồi chị có một cái máy may tốt để mà chị may cho nó lẹ hơn. Dạ. Chúng tôi sẽ giúp chị thực hiện điều ước đầu tiên bằng cách quay lòng cầu. Trong lòng cầu sẽ có 10 quả banh, đó là 10 nhãn hàng đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đến từ các thương hiệu. Red, diệt chết côn trùng bảo vệ gia đình. Mossfly, diệt mũi kiến gián. Cửa hàng Honda IMAX Trà Vinh thỏa mãn hơn sự mong đợi của khách hàng. Trà Tâm Lan mang sức khỏe đến cho mọi nhà.
Mỹ phẩm Linh Nga tuyết nhường làn da. Mỹ phẩm Lily's White sạch ngay hết mụn. Thực phẩm chức năng Hasuka phục hồi chức năng thận. Farm XO giúp trẻ mau tăng cân. Bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Đất tẩy rửa mạnh mẽ sạch sẽ vượt trội. Giá trị của những quả banh sẽ bắt đầu từ 6 triệu cho đến 10 triệu đồng. Chị Lan nè, dạ. Với đĩa đầu tiên này á thì ai sẽ là người thực hiện cái việc quay lòng cầu hả chị? Dạ tôi. Dạ, vậy thì mời chị theo ông thần tài qua bên kia. Chị đứng cho chắc nha, cho vững vô được chưa? Rồi, đặt tay lên lòng cầu, quay đến hay quay lui cũng được. Rồi. Rồi, chúng ta thấy có một quả banh rơi xuống. Thương hiệu Tasuka phục hồi chức năng thận giúp chị thực hiện điều ước đầu tiên. Và bây giờ chờ đợi xem chúng ta có bao nhiêu tiền đây. Hồ biết. Ngay bây giờ mời chị nhận lấy số tiền của mình 7 triệu đồng xin mời. Đây rồi, chúng ta có 7 triệu cho điều ước đầu tiên. Mời chị nhận lấy. Chị Lan ngay bây giờ chị thấy làm sao? Dạ rất vui và rất mừng. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với điều ước thứ hai. Nhưng trước khi đến với điều ước thứ hai, chúng ta sẽ đến với phần khán giả may mắn. Chào mừng quý bà con cô bác đang đến với phần khán giả may mắn. Chúng ta hãy tìm ra chủ nhân của một chiếc bếp điện Quang. Các con quay số. Bắt đầu. Kiểm số. Số may mắn sẽ là số 104104. Chúc mừng khán giả Hồ Tấn Đức ở Long Hồ, Vĩnh Long. Số chứng minh nhân dân 331838105. Và mời anh nhận lấy phần quà của mình. Đây rồi, xin được chúc mừng anh. Chị Lan, điều thứ hai chị mong muốn điều gì? Tôi mong muốn cũng như có một số tiền để mua vải về cắt cắt rồi mai đem ra chợ đang bỏ mối cho anh ta với những vật liệu là nút, dây kéo. Về cái nguyên vật liệu đó thì mình cần khoảng bao nhiêu tiền ta? Dạ, có bấy nhiêu thì tôi làm bấy nhiêu. Đúng rồi. Nếu bây giờ một mình chị mà bây giờ may nhiều cái đồ để bỏ mối vậy thì chị làm chị kham nổi không? Nổi dạ, chứ. Nổi. Có một đứa con bé Hiền nó phụ làm khuy đâm nút. Rồi lắm lúc rồi bé Hiền cũng lên mai phụ luôn được. Thì ở điều ước thứ hai này ai quay lòng cầu? Dạ, tôi với bé Hiền. Đây, giới thiệu với tất cả quý vị, đây là ái nữ của chị Lan. Xin chào ông thần tài, xin chào bà hổ điện, xin kính chào bà con cô bác. Ta mời con tiến về phía lòng cầu cùng với mẹ để cùng quay và thực hiện điều ước thứ hai nha. Hai mẹ con bước qua đây. 2, 3, bắt đầu. Để xem chúng ta tìm được gì. Lần này thương hiệu bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm sẽ giúp mẹ con nhà chị thực hiện điều ước thứ hai. Hãy xem chúng ta có bao nhiêu tiền đây. Hồ biết. Một lần nữa chúc mừng cả hai mẹ con và mời gia đình mình nhận lấy số tiền 8 triệu đồng. Xin mời. Rồi, chúc chị có thể thực hiện trọn vẹn điều ước thứ hai của mình. Và quý vị khán giả, những con số còn lại sẽ nằm với những nhãn hàng nào? Mời quý vị cùng hướng về màn hình và sau đó chúng ta sẽ chia vui với những khán giả may mắn. Xin chào
nào chúng ta lại gặp nhau ở phần khán giả may mắn với phần quà là một màn hình TV LCD 18 inch. Các con quay số. Bắt đầu. Kiểm số. Số may mắn sẽ là số 001. Cô Phùng Thị Mười, số chứng minh nhân dân 330060582 ở Vĩnh Long. Và mời cô nhận lấy phần quà của mình. Đây rồi, xin được chúc mừng cô. Chào mừng quý bà con cô bác đến với điều ước thứ ba. Điều ước thứ ba với giá trị rất lớn, những quả banh trong lòng cầu sẽ thay đổi từ 16 triệu cho đến 25 triệu. Cho nên chị hãy suy nghĩ thật kỹ và nói cho thần tài nghe, chị mong muốn điều gì ở điều ước thứ ba này? Tôi mong muốn là tôi ra mé ở ngoài mặt lộ để mướn mặt bằng, đặng mai được nhiều hơn, với mua một cái tủ để máng đồ và một cái bàn để đứng cắt mai. Khi mình ra mặt lộ thì ta nghĩ là tốt nhất là chị nên mở một cái tiệm, vừa là cái tiệm nè, vừa là cái chỗ để mình ở luôn. Dạ. Chị có thử nhắm, nếu mà để làm như vậy thì mình cần khoảng bao nhiêu tiền không? Dạ, nếu mướn như vậy là tháng khoảng hơn 1 triệu. Tháng hơn 1 triệu, cho là 1,5 triệu đi. Dạ, mà nhưng phải đóng cho người ta trước là 3 tháng. 3 tháng, coi dạ, như là 4,5 triệu. Dạ. Rồi mua một cái tủ. Dạ. Cái bàn nữa. Dạ, cái bàn. Cái tủ với cái bàn khoảng nhiêu tiền nữa? Dạ, cái tủ với cái bàn nữa với tổng cộng là đóng cho anh ta là khoảng 16-17 triệu. À, là tổng cộng luôn mặt bằng. Dạ, tổng cộng luôn mặt bằng. Thử để coi may mắn của chị tới đâu. Chúng ta sẽ cùng quay lòng cầu để thực hiện điều ước thứ ba. Trong lòng cầu sẽ có trở lại 10 quả banh, vẫn là 10 nhãn hàng đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Ai sẽ là người quay lòng cầu? Dạ, tôi. Mời. Chúc chị thực hiện được ước thứ ba thật đẹp chị nhé. Dạ. Xin mời. Bột giặt diệt A3 sẽ đến và giúp chị thực hiện điều ước thứ ba. Hãy xem chúng ta có bao nhiêu tiền đây. Hô biết. Mừng quá thằng tài ơi. Ôi, mừng quá đúng không? Trời ơi, đi ra đây từ từ. Chị Lan nào, số tiền rất lớn thì đòi hỏi chị phải suy nghĩ thật nhiều trong việc quyết định mình sẽ sử dụng như thế nào. Và chúng tôi hy vọng là chị sẽ sáng suốt, sẽ mạnh mẽ giống như chị đã từng mạnh mẽ để tiếp tục những cuộc sống tốt đẹp chị nhé. Và ngay bây giờ mời chị hãy nhận lấy số tiền của mình, 25 triệu đồng. Xin mời. Đây rồi. Chúng tôi mời chị cầm lấy và chắc chắn nó là tiền của chị. Nín khóc ha. Rồi, bây giờ mình vui lên và mình coi dưới những cái nhãn hàng còn lại sẽ là những con số bao nhiêu. Và chúng tôi mời quý vị cùng hướng về màn hình. Cửa hàng Honda Image Trà Vinh thỏa mãn hơn sự mong đợi của khách hàng. Đất tẩy rửa mạnh mẽ, sạch sẽ vượt trội. Linh Nga tuyết nhường làn da. Sữa bột dinh dưỡng Farm XO giúp trẻ mau tăng cân. Trà Tâm Lan mang sức khỏe đến cho mọi nhà. Hasuka phục hồi chức năng thận. Red diệt chết côn trùng bảo vệ gia đình. Lily White sạch ngay hết mụn. Mossfly diệt mũi kiến gián. Chúc mừng chị Lan, sau 3 lần thực hiện điều ước, chị đã thực hiện được 40 triệu đồng. 40 triệu đồng, xin chúc mừng chị. Và trong ngày hôm nay, gia đình mình sẽ nhận được một bộ sản phẩm của thương hiệu nệm kim cương 100% cao su thiên nhiên trị giá 2 triệu đồng. Đây. Con cầm cho mẹ đi Hiền.
và một bộ sản phẩm của thương hiệu Great diệt chết côn trùng bảo vệ gia đình. Đây rồi, thưa chị. Cảm ơn thần tài và bà Thổ Địa và tất cả các nhà tài trợ và bà con quý khán giả đã ủng hộ cho tôi. Và chúng ta cũng không quên đài truyền hình Vĩnh Long, đơn vị thực hiện chương trình này và mang đến rất nhiều niềm vui cho những người khó khăn, đặc biệt là những người khuyết tật như hoàn cảnh của chị. Thưa quý vị, với chương trình ngày hôm nay chúng tôi hy vọng là chị sẽ có một số vốn và từ đây cuộc sống của chị sẽ thay đổi, hai mẹ con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, mạnh mẽ tiến về phía trước chị nhé. Thưa quý bà con của bác, chương trình của chúng ta được tài trợ chính bởi nhãn hàng Red diệt chết côn trùng bảo vệ gia đình và nệm kim cương 100% cao su thiên nhiên, êm từng phút, khỏe từng giây. Cảm ơn quý vị đã luôn yêu thích và theo dõi chương trình này vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bây giờ thì thần tài, Thổ Địa cùng các nhân vật chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.